Hồi nó phương ra nha. Cái gì ơi, wow. Wow. Mắm đen của ai vậy? Biết nữa. Thì đâu ăn đâu. Thì đổ ra, nó không ăn thì đổ vô. Thì tới nhà rồi, mừng quá. Ở phía trong thì hôm nay Thư đang chế biến món ăn cho bà nha. Chế biến món đặc sản ốc. Ốc gì thì wow, hôm nay sao cho ăn ngon dữ vậy trời. Xuất sắc luôn, ốc Thư ăn bớt. Biết làm không á? Ở nhà có phụ nữ rồi, thấy ấm cúng á anh. Trời ơi. Hôm nay chú Nguyễn mới vừa thay ra nha. À, chú Nguyễn mặc đồ đen nha, con gái thì cũng mặc đồ đen luôn nha. Nghe mùi thơm ốc Hương nổi dậy rồi đó, thơm quá trời thơm. Ốc Hương này mua nhiêu một ký vậy Hương? 350. Trời ơi, nay trời tới luôn, một Hương 350 mọi người ơi. Trời ơi, bữa hổm có đãi mày ăn tết tay. 350 ký nha, rất là ngon. Bữa ăn tết tây thì ốc Hương lớn hơn gì 1 triệu 1 ký. Bữa qua em mua hay em cũng được ăn nữa tết tây á. Ừ. Giờ ăn đi, ăn bù đi rồi. À, quay qua bên đây thì nguyên cái bàn tiệc hoành tráng luôn nha. Đó, giới thiệu với mọi người tiếp cái món thứ hai. Ngoài ốc Hương ra thì có một nướng tan 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 lỗ tai heo. Chưa hết xả, trời ơi, mồi bán không? Quá bán. Xuất sắc luôn. Bia thì mới vừa được tặng thêm một thùng nữa. Em qua nghe nói là có ai tặng bia thêm không? Chị Thầy Ngô á. Chị Ngô tặng thêm bia nữa hả? Ê, có. Hồi sáng em nhận được 10 triệu. Em có gửi tin nhắn cho Thư này mà chưa có làm. Của cô Yến, bạn của cậu Thành ở Pháp á, mua ủng hộ cô hả? Mua ủng hộ rồi cô nhắn tin là tặng thùng bia gì nữa, đọc lên tin nhắn ơi. À, trời ơi, biết cô nó mãi giờ tôi bán cô cũng được lắm đó nha. Được không? Được đó. Ôi tôi vậy. Đọc tin nhắn ơi, anh nhận tiền rồi đó, 10 triệu đó, cô Yến ở bên Pháp gửi tặng thêm. Hôm qua thì cậu Thành gửi 3 triệu, tổng cộng 3 triệu 7. Là cậu Thành gửi riêng rồi, là cô Yến gửi riêng. Ờ, hồi sáng em mới nhận thêm 10 triệu nữa. À. Anh nhận rồi. 10 ký cô cá dứa. Rồi. Rồi. Cho các bé. Rồi rồi. Quá trời happy luôn cô ơi. Cô Yến. Cô Yến là Pháp á. Cảm ơn cô Yến nhiều nha cô. Là cô ủng hộ cho bên shop tụi con là 10 ký khô cá dứa, 10 ký lạc xưởng. Để tụi con bây giờ tụi con gom đơn để tụi con đi đi chỗ khác nha. Con tụi con đi viện người già đi. Tụi con đi viện người già đi nha. Ở quận 8 á mọi người. Ở quận 8 mọi người. Hồi hôm qua là Tấn Nguyễn với nhóm Hưng Trần á, với chị Quyền á, với Thơ với Vĩnh Calamen á là có thông báo là lạc xưởng mọi người mua ủng hộ cho cô Di Diện. Thì là bên phần đó là bên Tấn Nguyễn nó đi hết. Còn cái khô cá dứa đó là cái tiền mà khô cá dứa mà đi từ thiện ngoài Lăng Ông Bà Chiểu á, là tiền của nhóm trích ra từ lợi nhuận Tấn Nguyễn mua. Thì Tấn Nguyễn nói là nhóm đi từ thiện chứ ai đâu mà lên nó nổ tiền phải công bố mạnh thường quân ở bên lại ngoài Lăng Ông Bà Chiểu là công bố ai vợ. Mọi người coi mọi người cũng thắc mắc nữa. Tại vì cái tiền đó là cái tiền của nhóm trích ra từ lợi nhuận Tấn Nguyễn mua, đi mua ra là ủng hộ ngoài Lăng Ông Bà Chiểu cho những cô bán vé số. Thì cái tiền đó thì cái đó là Tấn Nguyễn đâu công bố được, tại vì cái đó là cái của nhóm làm mà. Còn cái kia á, là của Mạnh Thường Quân á, là Tấn Nguyễn nó đọc tên từng người. Đó là bên cái khô á, mà đi từ thiện ngoài Lăng Ông Bà Chiểu á, mọi người tắt đi Vĩnh. Là trong đó là 15 ký là của nhóm Tuấn Nguyễn và 8 ký của anh Lâm Nguyễn là 23 ký, là Tuấn Nguyễn nó đi nải phát hết 23 ký ngoài đó hết rồi đó. Là chỉ có anh Lâm Nguyễn là ủng hộ mày Lâm Bình Chiểu là 8 ký. Rồi chứ bên nhóm của Tuấn Nguyễn là 15 ký, là Tuấn Nguyễn gom đơn lại là 23 ký đó, hồi nãy đi xác ra 23 phần cho người ta đó. Nghe mọi người. Ngoài ra anh Tuấn Nguyễn đến gặp mấy cô ở đó cũng thân quen không à. Anh Tuấn Nguyễn còn móc tiền ra tặng cho mấy cô nữa nha mọi người.
Rồi thì hãy xả đi, cái nào có công bố hết trên clip rồi, mấy người cứ cà khịa hay không à. Rồi Tú Nguyễn coi mấy cái lời bình luận thì nó cũng bực bội. Đi từ thiện không mà cũng bị chửi, nó mệt ghê vậy. Không từ thiện cũng chửi, không từ thiện nó có ngày ăn nhậu hoài. Rồi cái lần đi từ thiện thì hỏi từ thiện sao không công bố, thì chỗ thì có thì người người ta nguyên góp là công bố hết rồi. Giờ nãy có quên không công bố thiếu của anh Lâm Nguyễn, thì góp ý giúp cho anh Lâm Nguyễn rồi. Chị cha mấy mẹ, cha mấy mẹ cà khịa hoài, mệt ghê vậy. Có cần em kêu là bớt sân si hay là anh chửi thêm anh nữa? Xào hoài đi bà nội, chín rồi nó má, xào hồi lắc chen nhắc cho má. Điều này ăn cái ốc hương nó phải đợi thêm tiếng nữa, đây món ngon không? Chiều nay món ngon quá trời luôn. Chiều nay ra target cho Tú Nguyễn đậm đậm cái rồi. Anh vậy ta đủ 20kg rồi. Cái gì? Tôi đủ 20kg của cô Yến rồi. Trời ơi, cô Yến rồi, trời ơi. Cô Yến mới chuyển tiền hồi sáng rồi, đủ rồi. Trời ơi. Thì cũng là ngày hôm nay. Trời ơi. Thôi bây giờ cô Yến gửi cho 10 triệu rồi. Thì bây giờ coi như là tính từ phút giây này đi, target ra là 30 đi ha. Rồi, bỏ vô có thân á. Ok. Những miếng ngắn bán. Múc ống nêm ra nha. Nêm đâu có ngon rồi anh. Ống nêm bữa hổm à. Bữa hổm mình ăn toàn đó. Thơm đi à. Đốt luôn cái muỗng này là hư đó. Muỗng mới á. Mồi ngon mà mồi bán không? Này là bán là có động lực là bán dữ rồi đó. Thơm mùi nấm mắm quá. Rau sống nè, rau tươi ngon ngon, cuốn bánh tráng với lại bún ha. Wow wow. Và chiều nay chương trình livestream cũng diễn ra như thường lệ nha. Diễn ra thường lệ nha mọi người, đưa chén kia ra. Cô chú anh chị gì đâu mà cần lặt xưởng ăn Tết hay là biếu cho người thân, có trong cô thì biếu cho người thân đặc xưởng đồ là rất là ngon nha quý vị. Ủng hộ shop để có shop có tinh thần động lực phục vụ mọi người tốt hơn ha. Nay có logo hẳn hồi rồi, mọi người mua thì trên bịch khô có logo. Giờ thiếu gì anh? Không thiếu gì đâu. Ăn đi. Giờ xuống đi chị, trời ơi. Trời ơi. Ốc hương lâu dễ sợ luôn. Này đi nhổ ngoài trời nắng lắm nha mọi người. Sao nắng ghê luôn á trời. Nắng mà cũng bừng nhức cái đầu luôn. Bây giờ mọi người ở nhà chuẩn bị đồ đi ăn uống đi, ngồi xem livestream trò chuyện vui vẻ. Ủng hộ cô bên shop là shop sẵn sàng là đội nắng đội mưa ra ngoài phong ba chừng mạc phục vụ cho quý khách. Khách hàng là thượng đế đúng không anh? Ở đâu khó là có thanh niên nha quý vị. Đó, ớt gì nè, mắm lên nữa nè, còn mồi bén không à, gỗ tai heo, cuốn bánh tráng, chả lóc, ốc hương. Rồi ốp la đi Hương Trần ơi, ăn đi Hương Trần ơi. Anh làm cuốn rồi đi. Rồi cuốn đi chị ơi. Leo với si em tưởng là nó hết rồi, chớ ai nhờ nó cũng còn. Bữa thương lượng với nó rồi, lòn tay với nó rồi mà sao giờ nó cứ còn, nó chơi hết hoài luôn. Bữa thương lượng trên livestream rồi, nói thương lượng trong livestream rồi, nó về rồi. Giờ nó kiếm chuyện tao hoài vậy, lên mấy xí. Một bầu trời thì không có thể nào có hai con cọp được không? Hai con cọp cái.
ăn nha mọi người, em đói quá rồi. Ê, bỏ đường nhiều là không được nha, không ăn mặn, không ăn ngọt nha. Nhiều biển không ngon đâu, nhiều sông mới ngon. Trời ơi, phương ra nha. Cái gì ơi, wow. Không bấm đi có ai vậy? Thì đổ ra, nó không ăn thì đổ vô. Này mới đổ ra mà. Rồi ăn nước mắm ăn đi. Lấy ra thèm. Ăn đi caramel. Ăn thấy sao anh? Ngon quá. Mồi quá trời luôn. Có 5 người mà mồi quá trời luôn nha. Ăn đi An Quyền. Ăn đi caramel. Không dám ăn luôn, ngồi ngó mà. Để cứ quyền tầm like bạn. Tối không ai dám ăn, để cho Trung Mỹ ăn mình luôn. Hôm qua có chương trình thử sách là ăn nửa ký tôm khô á. Nửa ký tôm khô thì được tặng. Tặng trời ơi, hai lô luôn. Thoải mái gì không? Chị đâu có chơi, chị đâu có chơi đâu, chị đâu có chơi. Nãy đủ 100 điểm đi hai chị em, đứa 50 điểm không chịu. 82 là con gì anh? Cái lộ. Trời ơi. Tội bả. 83 sát chết hả? 82. Trời ơi, thích ghê. Chị không chơi, chị không có ai động tóc. Chị thì không có chơi, không được. Rồi, trúng lần á, chắc nhiều lần cũng vậy à. Em sẵn sàng, em tức, đáng định vũ chị, em nói liền kêu chị điện cho má chị đi mà. Rồi chật à, bà chửi cho nghe. Trúng rồi đó anh. Rồi trúng á, thì bà cười hè hè, mà chật là bà chửi banh sát luôn mấy ngày. Con nhiêu này mặn quá mời. Nhiêu mặn hả? Rồi em thử ăn ốc hương coi. Ngon không? Bạn biết sao chị Quyền sẽ đâm tóc. Không em ăn đi. Mà đi không không. Chị Quyền mới ra đó xong bước xuống rồi bị xuất xe đúng năm sinh chị Quyền luôn. Mà số 82 chị khoái vậy. 982 luôn. Mà số 982 chị khoái vậy. Người tài có cửa còn gì nữa mà. Sao thấy sao? Ngon. Thơm. Thơm. Thơm ngon hả? Thơm ngon quá anh ơi. Rồi mời mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người xem clip, cảm ơn mọi người đã động viên tinh thần cho nhóm hôm nay làm từ thiện thành công tốt đẹp nha. Hy vọng là nhóm sẽ có chương trình làm thiện nguyện tiếp theo, đồng hành cùng mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ nha, vui vẻ thành công, một cái Tết lớn ấm no bên gia đình người thân. Dám ăn luôn mọi người, để cho anh Đỗ Nguyễn ăn xong rồi đi ăn. Trời ơi. Chưa đủ phút. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.